Xin chào mọi người hãy ấn nút đăng ký phía bên dưới để ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào tất cả mọi người, nay em trở lại với video nói về việc vỡ mộng khi mà dùng máy rửa chén bát mà những người dùng lần đầu tiên rất là hay gặp phải. Sau một thời gian thì em có xài hơn 1 năm rồi đó, thì bây giờ là em tổng hợp lại, mọi người nên xem video này để hiểu rõ hơn về máy rửa chén bát nha. Nói về cái kích thước á, thì cũng phải nói về những cái máy mà nó nhỏ á, nó có hai ngăn. Có hai ngăn là ngăn để chén bát và cái ngăn là để xong rồi ở phía dưới. Những cái máy như vậy là thường có một cái rổ để bỏ đũa đứng lên như vậy. Còn những máy mà ba ngăn á, thì đũa được xếp ngang như vậy thôi. Ngang như vậy thì cái việc khô của nó thì tất nhiên là cái máy to nó sẽ khô hơn. Nó không có bị đọng nước nhiều như là cái máy mà xếp đũa dọc như vậy. Thì cái đó là qua quá trình em sử dụng là em thấy là như vậy. Thì cái máy mà hai ngăn á, thì nó bỏ đồ ít hơn. Người ta nói 13 đến 15 bộ chén bát châu Âu á, cỡ 3 đến 4 bữa ăn của người Việt á, thì em thấy là không hoàn toàn chính xác. Cũng tùy theo gia đình, ví dụ như gia đình mà 4 người, 4 người thì một bữa ăn thì hai cái son rồi mấy cái dĩa chén bát của mấy đứa nhỏ nữa, thì tính ra là chỉ là một bữa ăn thôi. Là chén đũa dĩa tô này nọ là chỉ là đối với nhà em là chỉ là một bữa ăn. Là một bữa ăn là rửa một lần. Còn những mà cái máy nhỏ thì nó chỉ có thể rửa những cái vật to hơn như mấy cái rổ rồi rửa ngoài trước, rồi còn son chén thì mình có thể mà là bỏ vô đây được. Là nhiều loại nè. Máy độc lập là nó riêng hết từng bộ phận có thể để rời ra được. Máy bán âm cái nghĩa là nó chỉ âm một nửa thôi, còn là nó một nửa thì cái phía trước đây nè là nó vẫn lộ ra như bình thường. Còn cái máy âm toàn phần á, là cái mặt trước đây, nghĩa là khi cái tủ bếp á, là mình cắt một miếng gỗ hay là một miếng mặt bếp mình ốp vô trong cái thành máy này, cái nghĩa là nó âm vô trong cái tủ bếp của mình luôn, là nó không có lộ. Cái đó thì nó sang trọng hơn. Nhưng mà cái loại mà độc lập á, thì nó lại rẻ hơn cái loại mà bán âm. Nên cũng tùy theo mẫu đi nha. Nếu như mẫu cũ á, thì những cái loại âm á, thì nó lại rẻ. Còn mẫu mới á, thì những loại âm thì nó mắc. Nói chung là tùy thời điểm, tùy thời điểm, tùy kích thước. Em nói về cái kích thước của máy rửa chén bát á, là cái loại mà nó có ba ngăn thì nó lại rất là to, to hơn so với cái tủ bếp thông thường của người Việt mình. Đây, kích thước thực tế của nó là dọc là 82. Kích thước của nó thực tế của nó là cao là 82 cm mà ngang là 57 cm. Với cái kích thước bếp hiện tại của người Việt Nam mình là bao giờ cái máy này nó cũng to hơn cái kích thước bếp hết trơn, cho nên đa số người Việt của mình mà mua máy này về là lúc nào cũng phải sửa lại bếp. Chi phí sửa bếp dao động từ 3 triệu đến 10 triệu tùy theo. Còn nếu như là có không gian thì mình có thể đặt sát bên cái kệ bếp rồi mình làm đường ống nước vô, nó cũng rất là đơn giản. Nhưng mà sửa cũng là tốn kém, cho nên khi mọi người mua là chú ý với thêm thêm vài ba triệu cái khoản mà sửa bếp để vừa cái máy này. Còn nếu không thì mọi người mua cái khung hàng bình thường thì dao động 80-90 ngàn, nhưng mà em khuyên mọi người nên đặt cái khung bằng inox, bởi vì cái máy này nó rất nặng, cái máy này nó rất là nặng nha, kích thước nó to và nó nặng nữa. Máy rửa chén bát có tốn điện hay không á, là em có tính hết rồi. Ở khu vực đó em sống là điện trung bình là 2.600 1 kW. Nghĩa là khu vực em sống nha là 2.600 đồng 1 kW. Thì ở trong đây thì thường tùy cái chức năng, ví dụ chức năng auto á, thì là từ 0,8 đến 1,3, tính ra tiền đi ha. Em nói thẳng ra giá tiền luôn nha. Nếu như mà em rửa auto á, là tiền điện sẽ là 3.500. Còn mà rửa eco tiền điện là 2.200. Mà rửa auto và ấn nút rửa nhanh như em dùng hiện tại là tiền điện là một lần là 5.000. Tính giá điện là 2.600 đồng 1 kW tùy khu vực nha mọi người. Cái này là nhà em là điện kinh doanh cho nên được tính tính giá nó như vậy. Còn những điện nhân dụng thì giá nó lại khác hơn nữa. Còn với nước là 8.000 đồng trên 1 m³ nước. Mà chức năng auto là rửa 7 đến 18 lít. Thì cho là 18 lít đi, là chỉ có 200 đồng, tính ra tiền Việt là 200 đồng. Còn
Thì cũng phải xê dịch ra từ 2 đến 300 đồng. Thì một lần bấm nút rửa là, ví dụ rửa auto bình thường, một lần bấm nút rửa và tính luôn điện nước, là một lần bấm nút là 5.000. Rửa auto á, một lần bấm nút là điện nước tính là 5.000. Còn nếu như mà rửa nhanh á, là một lần bấm nút là điện nước á, là 7.000. Nhưng mà với chế độ eco rẻ hơn á, thì một lần rửa á, là nước điện á, là tính là 4.000. Cho nên là mọi người là hay dùng một cách là hiện giờ, xong cái giờ nào mà giá điện nó thấp và giá nước nó thấp á, thì mọi người sử dụng. Cho nên là cái chức năng hiện giờ là nhiều người hỏi là như vậy. Ví dụ như buổi tối nè, sau bao nhiêu giờ thì giá tiền điện nó sẽ rẻ hơn, thì mình sử dụng vào khung giờ đó, rồi mình cứ hẹn rồi máy nó chạy. Như vậy là cũng một cách là tiết kiệm điện nước rất là nhiều. Còn về viên rửa thì trung bình tính một năm đi ha, một năm á là em dùng viên rửa là hết từ 1.500.000 đồng cho đến 2.000.000, là đối với bột rửa và muối. Bột rửa thông thường, muối và bóng. Còn những mà anh chị nào mà dùng cao cấp hơn á, là có thể là từ 1.500.000 cho đến 3.000.000, tùy theo anh chị mà muốn dùng những cái loại mà bột rửa hay là viên rửa mà loại xịn hơn á, thì giá tiền nó sẽ cao hơn. Còn em là dùng loại thấp nhất là 1.500.000 đến 2.000.000 một lần á, một năm. Cái vỡ mộng lần nữa là hơn 80. Cái này là em thu thu thập ở trên mạng á, là ở trong những group kín của Facebook á, là hơn 80% sự cố của máy rửa chén á, xuất phát từ côn trùng. Chuột nè, gián nè, kiến nè, có thể là bò vô cái bo mạch á, rồi làm tổ trong đó, rồi nó gây ra cái chạm bo mạch, rồi mấy nó hoạt động lung tung lang tang hết. Hơn 80% là như vậy. Rồi còn một vấn đề nữa là người sử dụng máy rửa chén bát sẽ thiệt thòi hơn những người ở trong những cái thành phố lớn mà nó có trạm bảo hành gần đó. Ví dụ như thiệt thòi em ở tỉnh Ninh Thuận nè, em sẽ thiệt thòi hơn với những anh chị ở Sài Gòn và những anh chị ở Hà Nội. Là lý do gì? Một khi mà máy này gặp sự cố mà trong cái thời gian bảo hành á, thì trung tâm bảo hành á, sẽ em gọi điện rồi em hỏi rồi nha, rồi mấy anh chị đó nói là sẽ tính tiền theo cái số km mà từ ở trong đó ra ngoài đây, rồi sau đó là tính tiền phụ tùng thay đồ sửa chữa này nọ nữa, tùy theo cái lỗi. Ví dụ như lỗi của nhà sản xuất á, thì người ta thay như thế nào, và lỗi của cá nhân mình á, lỗi của người dùng á, thì sẽ được thay như thế nào, sẽ là tính tiền. Nhưng mà thêm khoản phí di chuyển từ ở trong Sài Gòn ra đây, cho nên là người mua ở tỉnh là rất là thiệt thòi là ở chỗ đó. Nhưng mà mua cũng hên xui, có máy mua á, xài một thời gian thì nó không có lỗi gì hết. Còn có cái máy á, thì xài mới 3 4 tháng thì gặp lỗi. Thì nói chung hàng điện tử thì cũng hên xui, nhưng mà cái đó là một cái thiệt thòi mà em cũng đã tìm hiểu rồi ha. Còn nếu như á, mà mình không muốn mà thợ đi ra đây á, thì mình phải gửi máy vô trong Sài Gòn, gửi máy rồi để tới tiệm bảo hành, tới trạm bảo hành á, rồi người ta sửa chữa. Còn nếu như mà mình không gửi được á, thì kỹ thuật viên thì sẽ ra đây, thì mình sẽ chịu cái phí đó. Mà đa số là em thấy là người dùng toàn là chọn kỹ thuật viên đi ra ngoài tỉnh. Còn chia sẻ thêm với mọi người là những cái máy mà hết bảo hành thì làm thế nào ha. Và vậy nè, thực tế em thấy là nhiều người á, là đăng trên nhóm mạng xã hội, là Facebook đi, làm như làm máy bị hư thế này thế nọ rồi không có lỗi e gì đó tùm lum, thì là sẽ có một số người comment ở dưới là anh biết sửa này nọ. Thì mọi người thì hay liên hệ với những anh chị như vậy, rồi kết bạn với Zalo, kết bạn Zalo rồi thợ bên này gọi điện cho thợ ở tỉnh, thợ bên kia để hướng dẫn là tháo máy như thế nào, làm như thế nào, rồi gửi linh kiện rồi phụ kiện đi ra đó, ra tỉnh á, để cho thợ ở ngoài tỉnh á, người ta ráp. Thì đa số là mấy anh chị sử dụng dịch vụ như vậy. Thì một lần làm như vậy thì dao động từ phí dịch vụ là từ 2 đến 400 ngàn, chưa tính linh kiện thay thế. Mình nhưng mà em thấy cái đó thì nó rất là được, nói chung là cũng được. Chứ còn giao cho những anh chị mà không có biết gì về máy á, thì khi mà đụng vào hỏng hóc thì nó gặp sự cố rất là mệt. Nếu lại có chuyện gì cái thì mình không có sử dụng được máy á, mình phải rửa tay hay là nào là mất thời gian. Cho nên là thông thường là các anh chị hay sử dụng cái kiểu đó vậy. Em thấy sử dụng như vậy là cũng hợp lý nha.
Một điều nữa là mọi người ít biết là như là bóng thật sự là nó cũng không cần thiết. Ví dụ như mình muối là chắc chắn là cần. Nếu không dùng muối thì nó sẽ tạo ra cái cặn ở trong cái máy, cái cặn nguồn nước của mình là nó không đảm bảo. Thì nó sẽ tạo cái cặn canxi trong máy, lâu dần thì cái thiết bị trong máy là như máy bơm hay là gì đó nó sẽ bị hỏng hóc. Rồi bột rửa thì chắc chắn là phải cần. Nhưng mà mình dùng một lượng vừa phải thôi, mình đừng có dùng nhiều quá. Nhiều quá thì nó làm dư lượng bột rửa thì cái chén mình nó nhớt. Đó rồi bóng thật sự là không cần thiết. Nếu như các anh chị úp đúng cách, có nghĩa là úp nghiêng 45 độ như vậy nè, cho cái sâu chén á, nó không có động nước nữa. Thì khi chỉ cần là rửa nước nóng rồi nó bay hơi lên rồi nó sấy gieo lít là nó khô thôi. Còn bóng á là chỉ là chất trợ xả, nói chung mà thích thì dùng, không thích thì không dùng. Nhưng mà hiện giờ thì em chuẩn bị là ngưng dùng bóng rồi nè, cái dùng hết cái chai này là em ngưng luôn, là em sẽ cài bóng về mức không luôn, nghĩa là không cần dùng bóng nữa, chỉ dùng muối và bột rửa thôi. Cái máy rửa chén bát á, rửa không có sạch như chúng ta tưởng đâu. Đây, nếu mọi người coi như đây là cái son này đây. Đó, những cái vết nè, vết hơi xím xím này đó. Đây, xung quanh nè. Phải chà bằng cái bùn nhùi, chứ còn mà bỏ vô trong này rửa có 10 lần thì nó cũng không sạch nữa. Đây, đáy nồi này. Ví dụ đáy đáy nồi đây nè, đây. Dính lọ nghẹ này, hay là nó bị cháy rửa cũng không sạch. Cái này á, là mình phải lấy cái bùn nhùi mình chà, chứ còn bỏ vô trong máy là có rửa chục lần nó cũng không sạch được cái vết này đâu nha mọi người. Cái này là không sạch nha. Cho nên là đừng có thần thánh máy quá, có những cái nó rửa không sạch. Rồi, mọi người hay nói về việc chảo là sử dụng chảo chống dính có được hay không? Đây, sử chảo chống dính được nha, nhưng mà với điều kiện là cái chảo đó nó phải ký hiệu là cái chảo này dùng được cho máy rửa chén. Còn đây là cái chảo mà inox 304 nè. Em mua chảo inox 304 và cái chảo thường. Rồi như thế này. Cả hai cái đáy này nó bị cháy nhưng vẫn không chà được nha. Còn cái lòng chảo á thì rõ ràng cái chảo mà mình mua tốt á, loại tốt á, thì cái bề mặt nó bị bào mòn nó ít hơn, hầu như là chỉ là những cái vết cước nhưng mà vẫn còn rất là tốt, vẫn còn sử dụng được lâu dài. Còn đây là cái chảo thường mà em mua 110 ngàn cái. Đây, những cái con ốc vít mà gắn vào, những cái con ốc vít đó mà gắn vào chảo á, là trước tiên là nó sẽ bị sét, bởi vì là nó không phải là bằng inox, không phải là bằng inox 304 nên nó sẽ bị sét. Rồi những cái viền á, thì nó sẽ bị sét. Mọi người dùng chảo thường thì nó như thế này. Đây, cái viền xung quanh đây này nó cháy dơ nhưng mà vẫn không có rửa được đâu, không có rửa được, phải chà nha. Cái mặt ở phía trong vẫn còn, mặt chống dính phía trong vẫn còn xài được, không đến nỗi mà như mọi người nói là cái chảo thường là không sử dụng được ha, thì cái mặt chống dính này vẫn còn tốt nè. Ví dụ nó bị trầy xước thì mình đổi chảo. Rồi sau sau khi mà xài giữa hai lọ này thì em thấy như vậy nè. Mình mua cái chảo này mình xài luôn ấy, khi nào nó trầy cái mặt trong dính á, thì mình thay cái chảo mới, giá thành nó rẻ hơn. Còn như là em mua cái chảo này có 120 ngàn nha, còn cái chảo này là em mua tới 850 lận. Nhưng mà khi nó hư cái lớp trong dính á thì mình cũng phải thay chảo mới, chứ mình không thể là mình lấy cái chảo này mình dùng được. Thì mình dùng máy rửa chén thì mình phải chịu thôi. Nhiều lúc cái muối rửa nó là mình xài thời gian thì nó sẽ bị hư, cái trong này mình phải thay. Phải chất liệu nào cũng có thể bỏ vô trong máy được, ví dụ như những cái hộp bằng nhựa, nhựa là hộp bình thường như cái hộp đây này hả, như cái hộp hộp nhựa như vậy nè, bỏ vô rửa là lập tức là nó teo rồi, nó biến dạng liền, bởi vì cái nhựa này là không phải là nhựa HDPE, phải là nhựa loại tốt và nhựa là chịu được nhiệt độ thì mới bỏ vô trong máy rửa chén được. Mọi người mua đồ nhựa thì chú ý nha, khi nào mà nó có cái hiệu dùng cho cái máy rửa chén á là mọi người dùng được, cái hiệu cái ly cái chén á thì dùng được, còn không là mấy cái loại thường như vậy là không có được đâu ha. Còn với đũa á, thì đây mọi người thấy không, đũa tre và đũa gỗ và đũa inox nè, đũa tre và đũa gỗ thì sau một thời gian thì nó sẽ cũng sẽ bị hư do rửa nhiệt độ cao nè và hóa chất, nó sẽ bị hư đây nè, bạc màu hết, nó cong vên. Thì cái đũa inox á, là cái đũa là mãi trường tồn ha,
Đũa này là rửa là rất là sạch. Đũa này là mọi người xài một thời gian có chừng 3-4 tháng là thay, 3-4 tháng là thay một lần. Cho nên mọi người dùng lần 2-3 đôi thôi, rồi nếu mà hư thì mình cứ thay đũa mới mình dùng. Nhưng mà lưu ý là dùng đũa gỗ là dùng cái loại mà nó không tẩm màu á, chứ nó tẩm màu là chén của mình là sẽ bị dính màu luôn nha. Mấy cái chén sứ nó sẽ bị dính màu. Đây đũa inox nè. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nha.